Sốc tiếp tục lộ clip SEX 13 phút Văn Mai Hương với chai lạ. Hacker PTG tiếp tục đăng clip Văn Mai Hương cùng chai lạ trong phòng khách, khi mà độ nóng của những clip liên quan đến đời tư của Văn Mai Hương còn chưa lắng xuống. Hacker PTG tiếp tục cho cộng đồng mạng rửa mắt với clip tiếp theo của nữ ca sĩ với chai lạ ngay tại phòng khách. Hơn 24 giờ qua, cộng đồng mạng chao đảo với những clip của ca sĩ Văn Mai Hương, đặc biệt là với các fan hâm mộ. Cùng với đó là sự bất bình và mong muốn bảo vệ Văn Mai Hương từ các nghệ sĩ Trấn Thành, Đàm Vĩnh Hưng, Thu Minh, khi kêu gọi mọi người ngừng chia sẻ clip, bởi ngay lúc này Văn Mai Hương đang rất buồn. Trong khi dư luận đang cố bảo vệ Văn Mai Hương, cơ quan chức năng đang vào cuộc truy tìm người phát tán clip và kêu gọi mọi người ngừng chia sẻ những hình ảnh của nữ ca sĩ. Thì mới đây, cộng đồng mạng lại xôn xao khi nhiều người cho biết clip SEX của Văn Mai Hương lại tiếp tục được đăng lên và có ghi tên hacker PTG. Theo như hình ảnh và thông tin chia sẻ, lần này là clip Văn Mai Hương cùng trai lạ trong phòng khách nhà mình. Đáng chú ý hơn, clip này hoàn toàn mới và dài tới 13 phút. Bên cạnh cộng đồng mạng tỏ ra tò mò thích thú xin link, thì có không ít người lên tiếng bảo vệ cô, khuyên mọi người đừng nên lấy, đây là trò đùa, là niềm vui.